bị nó người tu, nó người đời nó chưa có tu, bị cha mình bị sỉ nhục làm sao làm con không tức đó, thành ra nó nhào ra nó tính lấy cái len để mà nó quánh lại. Thì chú Ba ông quỳ xuống ông lại ông chú Năm, thằng ơi ta mới chửi mình còn quỳ lại nữa chứ. Ông nói chú Năm ơi, tôi khuyên chú đừng có nói nữa, thằng con nó nóng lắm, có gì chuyện này xảy ra không hay rồi mình mít lòng thôi. Chú Năm ơi, chú nín giùm tôi, đừng có tôi lại chú, tôi gian chú. Ông này ông tính là ông già Ba này sợ ổng đi mới lại. Tức là được nước lắng tới mà tao thách thằng nào dám đụng tới tao, tao sắn nữa cho mày coi, chẳng những tao sắn mà tao còn lấy đất bên tao, tao đắp qua cái dòng danh bên mày nữa, chơi vậy đó. À, thì thằng con của chú Ba nó giận quá, nó nói ông mà không có cha tôi can thiệp đó nãy giờ là tôi làm thịt ông rồi, nghe không? Ông chú Ba ông đứng lại ông khóc, ông vỗ, ông vuốt cái ngực con ổng, vuốt như vậy ông nói con ơi con nghe lời ba, nghe không? Ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận tao khuyên, con nghe lời ba nghe lời thầy đi con. Thằng con ổng nói con không nghe lời cái gì chứ, con giận quá rồi ba phải cho con quýnh ổng cái mới được. Tao lại mày, mày quýnh là tao chết liền ngay tại chỗ, mày làm ơn làm phước mày đừng quýnh giùm tao. Thì hai cha con mới vô trong bờ đất hồi, thì con nó tức nó khóc, nó nói làm người mà để người ta sỉ nhục như vậy thì làm sao sống được đây hả. Nó ngửa mặt lên nó kêu trời. Thì bây giờ ổng cũng buồn nữa, ông ngồi ổng trên bờ ránh mà ổng buồn hiu à, ông nói chứ. Thì trời xui đất khiến sao, cái bà vợ ông thứ Năm, bà vợ ông chú Năm kế bên làm đất ổng cự nãy đó, bà này mới biết điều nha. Bà thấy chồng mình nãy giờ làm như hơi quá đáng, thì sau khi mà ổng xách len vô xong rồi, vợ chồng tại vì cái trại mà nấu cơm á, thì lúc mà làm ruộng lúa mùa người ta thường cắt trại gần nhau đó cho Phúc. Trời xui đất khiến chú Năm ông vô tính nấu cơm chiều ăn hết gạo, hết trơn gạo không còn lon nào chứ á, mà lúa thì chưa có xạ thì đâu có gạo đâu ăn, mà đi mấy bữa quên đem gạo theo. Thì bà mới đã báo cáo với ông già Năm, bà nói anh bây giờ hết gạo rồi, bây giờ làm sao bây giờ. Ông già Năm nói thì bà coi có ai mượn đỡ không chứ lẽ để tôi đói bụng. Nó nghiệm hoài, bà nói gần đây mình làm đất đâu có ai đâu, có anh Ba bên kia anh có gạo kìa. Ông nói trời ơi tôi mới chửi ông đây qua mượn gạo được không. Tôi mới chửi hết thì đây qua mượn gạo được không. Cái bắt đầu bà cũng buồn hiu quá, nói chắc không được đâu, bữa nay vợ chồng mình nhịn đói quá, ông nhịn đói đâu chịu nổi. Ông nói bây giờ mấy bà qua bển thì tôi mới chửi ông đây kỳ quá, bà qua bà nói anh có làm sao cho mượn đỡ một hai lon gạo mình ăn buổi chiều. Thì cái chuyện như vậy đó thì thím Năm bà mới qua bà, cái trại của chú Ba thì ông cất nó cũng gọn gàng, ông đang nằm cái võng ở trên trại buồn hiu à. Cái thím Năm vừa qua tới thì ông mới bật giọng, bật ngồi dậy, ông hỏi ủa thím Năm qua chơi hả. Dạ anh Ba ơi, nói thiệt với anh thì lúc nãy chồng tôi hơi quá đáng, cái chuyện danh đất thì tôi không có can thiệp tại chuyện đàn ông, nhưng mà tôi thấy ổng hơi quá đáng, ổng chửi anh nặng quá đó. Thì bây giờ anh có gì anh bỏ lỗi cho chồng tôi. Ông chú Ba nói một câu mà phải nói là đáng ghi vào trong sách sử. Cái này thì không phải là do cái người trong cuộc kể lại nha, mà chính con ổng là cái người chứng kiến sự việc kể lại, sau này tu kể mình nghe, người ta tu nữa tao nói nhóc đó. Thì con ông tao này tu kể mình nghe, nói ba tôi, ông nói một câu một mà tôi phải nói là tôi lại không được, tôi cũng lại. Ông nói đó, chú Năm chửi tôi cũng giống như là thức tỉnh cho tôi về cuộc đời vô thường vậy mà. Ông nói vậy đó, ông nói chú Năm chửi tôi giống như thức tỉnh cho tôi về cuộc đời vô thường vậy mà, của cả vật chất này có cũng như không. Từ cái sân đó thì từ bi liền ha. Ông nói cái bà kia bà xuống cái ực liền, thiếu điều bà muốn lại ông này, mà chính đứa con nó nghe nó cũng lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay cũng hữu duyên mà Châu Phú cùng anh Ngọc Tâm gặp được sư huynh Thiện Nghĩa và sư huynh Hồ quý vị. Thì qua đây Châu Phú cũng có một vài câu về giáo lý của Đức Thầy mà Châu Phú muốn nhờ sư huynh Thiện Nghĩa và sư huynh Hồ có thể giải đáp dùm cho Châu Phú, để Châu Phú gửi đến quý vị và các bạn sẽ hiểu rõ hơn những câu sấm giảng của Đức Thầy có rất là nhiều ý nghĩa, nên Châu Phú muốn nhờ hai sư huynh giải cho Châu Phú để Châu Phú gửi đến quý vị, và mong quý vị và các bạn có thể theo dõi kênh của Châu Phú cũng như kênh của sư huynh Ngọc Tâm, ủng hộ cho hai kênh của hai anh em nha quý vị. Dạ, chào, xin chào sư Châu Phú, dạ, chào dạ. Ngọc Tâm dạ. Chào Châu Phú, chào Ngọc Tâm nha. Dạ. Vui quá, bữa nay Châu Phú mời mình ra giữa cánh đồng này, giữa miếng vườn này, thấy là nó gió mát, phải nói là
quan cảnh thì rất là hữu tình ha. Yeah. À, mình đây ngồi để giây phút để đàm đạo, mình lắng lòng ở đây chắc mình thấy tuyệt vời lắm. Yeah. Thì những giây phút này thì rất là quý báu. À, Châu Phú muốn hỏi gì thì hỏi sẵn có đệ hồ đây mình chia sẻ luôn. Dạ. Yeah. Bây giờ thì kính thưa quý vị, thì trước giờ Châu Phú quay sư huynh Thiện Nghĩa rất là nhiều. Lần đầu tiên thì gặp sư huynh Hồ ở đây. Thì qua đây thì chắc có lẽ quý vị cũng từng nghe sư huynh Thiện Nghĩa ngâm nga những đoạn sám giảng. Thì trước tiên thì Châu Phú có một cái yêu cầu là nhờ sư huynh Thiện Nghĩa tặng cho sư huynh Hồ một đoạn sám giảng đi sư huynh. Dạ. Huynh để tao ngộ nhau mình tặng đi, cái mình mới nghi vấn. Dạ. Để mình mới vô mình chào nghi vấn với anh Hồ. Trời ơi, Châu Phú này chưa cho vô nghi vấn mình này. Đúng rồi. Thì vậy thì, trong cái cách sinh hoạt của Phật giáo Hảo mình thì trước khi mình trao đổi vấn đề gì đó thì mình nên lấy giáo lý thầy ra mình ngâm một đoạn. Yeah. Để như là một cái nhân duyên giao cảm. Yeah. Cũng như là làm một cái món quà tinh thần để gửi cho khán thính giả trước cái đã. Yeah. Sau đó mình sẽ tìm hiểu nghĩa sau, đó là cái nguyên tắc là yeah. vậy. Yeah. Rất là hay. Yeah. Vỗ tay. Hay, kiến hay quá ha. Yeah. Vậy thôi, theo yêu cầu của Châu Phú thì trước khi đệ hồ giảng mấy câu gì được của Châu Phú đó, yeah. thì Nghĩa xin tặng cho quý vị một đoạn trong sấm giảng của Đức Thầy để cho nó ấm áp chút hiếu quý vị. Dạ. Thầy thì bây giờ thì Nghĩa xin đọc một đoạn trong sấm giảng quyển 5 để tặng quý vị, nói về 8 điều khổ. Nhưng mà thì Nghĩa chỉ đọc một đoạn ngắn thôi để chừa thời gian cho đệ hồ giải đáp thắc mắc gì của Châu Phú đó. Dạ, dạ. Mời sư huynh nha. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Đức Thích Ca từ xưa dạy bảo khổ ta bà nhiếp lại 8 phần. Bởi chúng sanh mang lấy xác thân, khổ thứ nhất sự sanh là gốc. Dạo bụng mẹ chung quanh bao bọc, có khác nào ở chốn ngục tù. Bởi mẹ đau quyết kiệt hình thô, lúc mẹ đối giường treo lòng bồng. Ta kể sơ những điều bi thông, mẹ nó cơm chật chội khó khăn. Khi ra đời đau đớn vô ngần, cất tiếng khóc nếm mùi dương thê. Đoạn lão khổ thứ nhì sinh kể, từ trẻ thơ đến tuổi thành nhân. Hết tráng cường đến lúc mòn thân, răng lần rụng lưng cong gối mỏi. Nằm đi đứng đỡ nâng chống chổi, thử nghĩ coi lao nhọc cùng chăng. Đoạn thứ ba ma bệnh làm nhân, đeo hành phạt xác thân ô quê. Bởi thời thế chuyển xoay biến thể, thì muốn ăn chẳng được điều hòa, là nguyên nhân căn bệnh phát ra, thân trần trọc hôn mê nhức nhối.
cơn bệnh hoạn càng không tránh khỏi, còn mang thêm tật nọ tật kia. Rồi từ đây đến lúc chia lìa, đoạn tử khổ thứ tự phân dài. Trên dương thế hữu hình tắc hoài, có sanh ra khổ hải đâu chừa. Trải bao phen dải gió dầm mưa, ngài kiệt sức quyện thân tan nát. Gần hấp hối tâm thần sao xác trí dẫn dơ, kinh sợ vô cùng. Rồi mòn lần đến lúc lâm chung, giả cõi tạm theo đường tội phước. Nhiều phương thuốc ngừa sao ngăn trước, mà cũng không thoát luật tuần quần. Dầu ẩn nơi cùng cốc thâm sơn, chẳng trốn lánh tử thần cho khỏi. Đoạn thứ năm nghĩ suy tìm tối, cầu chẳng thành những chuyện thích ham. Người trên đời ai cũng lòng tham, muốn phước thọ phẩm hàm tiền của. Nào vợ đẹp hậu sinh lạ lùa, không được thì bực tức ưu phiền. Cả tâm thần điêu đứng đảo điên, vậy có phải khổ hay là chăng? Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, nghe được không? Hay để quá sư huynh ơi. Dạ, đặc biệt vô cùng. Lâu quá mới đọc lại đồng đạo ơi. Dạ, dạ, dạ. Ngô Phật. Thì vừa rồi thì Thiện Nghĩa cũng đọc lại một đoạn trong tám điều khổ. Thì tiếp theo đây, Châu Phú muốn hỏi gì cho đệ hồ trao đổi luôn á, Châu Phú. Dạ, thì vâng, kính thưa quý vị, thì Châu Phú có một hai câu để nhờ sư huynh hồ giải dùm cho Châu Phú nha sư huynh. Dạ. Tu quế tỉnh bảo toàn thân thể, giữ đừng mòn linh tánh mới hay. Tu quế tỉnh làm sao mà bảo toàn thân thể là làm sao sư huynh? Dạ. Sao mà để bảo hay toàn quá. Thân thể? Phú lâu lâu hỏi câu ngặt quá. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa với quý anh em, hiện tại chúng ta đang ngồi ở tại một cái không gian mát mẻ như thế này, cũng như tất cả bạn bè chư đồng đạo thiện trí thức gần xa theo dõi qua hai kênh YouTube của Ngọc Tâm và Châu Phú kính mến. Thì lúc nãy thì chúng ta nghe xong cái sự diễn ngâm của huynh Thiện Nghĩa về một đoạn ở trong quyển 5, tức là khuyến thiện. Thì giờ đây thì Châu Phú hỏi tôi hai cái câu mà tôi nghĩ rằng ý nghĩa rất là sâu sắc, được nằm trong cái phần thi văn của Đức Thầy ở trong bài Cho Ông Tham Tá Ngà. Thì mình nói cho nó gọn, mình không thể nào có thời gian nhiều để mình xuất xứ được. Thì mình nói là ông Tham Tá Ngà là ai? Đây là một người tín đồ của Cao Đại Giáo. Thì sau khi mà ông hay tin ở trong miền Tây có một cái vị giáo chủ còn trẻ tuổi chỉ ra đời trong cái khoảng thời gian mới có chừng 2 tháng từ thời gian khai đạo là tháng 5 năm Kỷ Mão, thấy không? Rồi cho đến tháng 6, tháng 7 đó, năm Kỷ Mão, thì bây giờ rồi đã có những cái số lượng tín đồ quá lớn. Rồi tới tháng 8, tháng 9 là viết giảng nữa, hàng triệu triệu tín đồ quy ngưỡng, làm cho đạo Cao Đài ra đời trước Phật giáo Hòa Hảo mình mười mấy năm. Thì người ta cũng lấy làm cái sự người ta thắc mắc, không biết cái vị giáo chủ này là cái đức độ tài năng văn chương như thế nào mà lại có cái khả năng như vậy. Thì người ta mới cử một cái người chức sắc của đạo Cao Đài vào để người ta tham vấn. Người ta muốn tìm hiểu cái trình độ đức thầy mình chứ mà sư huynh.
Rồi nó đặc biệt hơn là ông Tham Tán Ngà là cái người rất là thông hiểu về Hán văn, đặc biệt ông có đọc về kinh Phật, ông đọc kinh Phật rất nhiều. Thì ông là em của ông Lê Văn Trung, cũng là một chức sắc của đạo Cao Đài. Thì hai câu này ông hỏi trong cái lúc mà trao đổi với Đức Thầy về vấn đề mà đạo đức, thì lúc cuối cùng ông hỏi về cái tâm tánh con người như thế nào. Thì Đức Thầy trao đổi xong, Đức Thầy mới viết cái bài này cho ông. Thì những cái câu này nó mang ý nghĩa đặc biệt như vậy. Thì tu giới tỉnh để bảo toàn thân thể, giữ đường mòn, linh tánh mới hay. Như vậy thì tu tỉnh như thế nào mà lại phải bảo toàn được thân thể? Giờ mà mòn linh tánh là mòn sao? Mà làm sao để cho đường mòn? Nó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải đào sâu một chút xíu. Nhưng mà mình chỉ nói ngắn gọn để cho khán thính giả gần xa dễ hiểu một chút. Thì mục đích của chữ tu á là chữ tỉnh. Nếu mà tu không tỉnh thì chắc chắn người đó tu mù, tu trong mê muội. Thành ra cho dù dạng kinh muôn điển gì cũng vậy, khi mà nói đến cái rốt ráo của sự tu thì cần phải có cái chữ tỉnh cái bên. Tu thân tu gì cũng vậy, nhưng mà tu thân cũng phải tỉnh cái thân, cho cái thân mình làm sao cho nó tròn đạo nghĩa con người, đó là tỉnh cái thân trước. Rồi tu tâm cũng phải tỉnh cái tâm đó. Thành ra tu thân tu tâm gì cũng phải có cái chữ tỉnh cái bên. Mà cái chữ tỉnh này ở trong kinh Phật, cái nghĩa của chữ tỉnh nó là chữ giác. Tỉnh là giác, mà giác là tỉnh. Thành ra đạo mà cái đạo mà có kèm theo chữ tỉnh ở đây tức là đạo giác ngộ. Đạo giác ngộ thì chúng ta phải nói rằng đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta là đạo giác ngộ, đạo giải thoát. Thành như Đức Thầy nói là tu giới tỉnh, là chúng ta đang theo bước đường đạo giải thoát của Đức Thầy là Phật giáo Hòa Hảo. Và hơn nữa, Đức Thầy nói cho ông Tham Tán Ngà biết là cái đạo của Thầy ở đây cũng là một cái đạo giải thoát đặc biệt. Rồi nhưng mà đặc biệt hơn đó, trong cái pháp tu tỉnh ở đây đó, đầu tiên là phải bảo toàn thân thể trước cái đạo. Bảo toàn thân thể ở đây tức là mình nói cái nghĩa đơn thuần, khi mà cái người tu á mà chúng ta tỉnh thức được cuộc đời, thấy được cái thân người là vô thường, là giả tạm, là vô ngã, là bất tịnh vân vân, thì mình không còn liên tiếp nữa, là mình tỉnh. Nhưng mà đặc biệt hơn, cái người tu còn có cái sức gia trì của chư thiên, của chư vị long thần hộ pháp, và nói đúng hơn là chúng ta có sự gia trì của thầy tổ. Thành ra tôi nói một cách nó rõ ràng cho đồng đạo biết như thế này. Tôi nói nếu như một cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mà thiệt tu á, thì nếu mà cái mắt phàm chúng ta nhìn thấy được thì chư thiên ta gia hộ đầy hết. Thành ra trong cái thời gian gần đây mình thấy á, trong cái lúc mà tai nạn hiểm nguy nhất đó, mà cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nhẹ nhàng được thoát khỏi những cái tai nạn hiểm nguy đó đó, chúng ta mới tin tưởng rằng là có cái sự gia hộ của chư thiên, là bảo toàn được thân thể của mình, là mình khỏi cái sự tai nạn, mình không có bị bệnh tật hay là những cái tai biến gì nó xảy đến cho mình đó. Nhờ cái sự gia hộ chư thiên chư thần đó rồi chúng ta có cái sức đặc biệt là an toàn trong cái đời sống tu hành của mình. Đó là chúng ta bảo toàn được thân thể khỏi cái sự tai nạn, cái sự bệnh hoạn, cái sự nghiệp báo. Nhưng mà chúng ta nói cho nó rõ hơn thì cái sự tu với tỉnh bảo toàn thân thể ở đây đó, cái thân của chúng ta nó do đâu mà có tội? Nó do này ba cái nghiệp của thân mà nó sanh ra cái tội. Ba cái nghiệp là cái gì? Một đó, là thân nghiệp. Hai đó là khẩu nghiệp. Ba là ý nghiệp. Như vậy thì á, hai cái nghiệp đầu, tức là hai cái mục đầu, chỉ cho tu ngay cái miệng, tu ngay cái thân. Con người nếu như không sát sanh, không đạo tặc, không tà dâm đó, thì tự nhiên cái thân chúng ta không sát sanh á, thì chúng ta được tuổi thọ. Mà hãy được tuổi thọ thì đâu có cái bệnh tật gì đó, nhưng mình sống khỏe mạnh là mình thân thể được trường thọ này. Nó vậy đó. Thành ra cái kết quả của sự không sát sanh tức là chúng ta được trường thọ khỏi bệnh hoạn. Rồi thứ hai là con người không có đạo tặc đó, thì không có trộm cắp của ai, mình tôn trọng cái lực bình đẳng á, thì tự nhiên trong đời sống của mình thì người ta sẽ được trân quý mình, trọng dụng mình, và mình sẽ có được cái sự uy tín đối với tất cả những người khác, và người ta không bao giờ phương hại mình. Của cải trong gia đình mình ta không dám ngó tới, tại vì mình đâu có lấy của ai thì không ai lấy lại của mình. Thấy không? Lão Tử nói á, tại vì ta không tranh với thiên hạ thì thiên hạ không cần tranh với ta. Nó vậy đó. Thành ra do nơi cái người phạm tội đạo tặc là không biết tôn trọng cái lực bình đẳng ở trong đời, là của cải con người phải do nước mắt mồ hôi phải có được. Mình cũng làm vất vả mới có của cải, mà người ta cũng vậy, làm vất vả mới có của cải. Và bây giờ mình lấy của người ta thì nó mất đi lực bình đẳng. Còn cái người tu thân nghiệp ở đây tức là không có gây tạo
những cái ăn cắp ăn trộm của người ta và phạt, thành ra mình được cái sự trân quý của xã hội và cái uy tín lớn. Và chúng ta sống tà và không có tà dâm đó, thì chúng ta được thanh trong sạch cái tâm của mình, và cái nhân cách con người chúng ta được tròn vẹn. Và trong cái đạo vợ chồng, nếu như cái gọi gia đình á, thì được chung thủy mãi mãi cũng xích mích. Sở dĩ gia đình mà tan nát xưa nay xảy ra những cái cuộc ly hôn, thấy không, những cái cuộc mà đổ vỡ cho hôn nhân đó, thì nó do nên cái nghiệp tà dâm mà ra, thấy không. Do nên người chồng không có chung thủy với người vợ, có cái sự lăng trả bên ngoài, hoặc giả do nên người vợ không chung thủy với người chồng, có sự lăng trả bên ngoài, thành ra nó có những cái cuộc hôn nhân tan vỡ. Thì thân thể mình đâu có an toàn đâu, mình đâu có bảo toàn được đời sống trong gia đình đâu mà bảo toàn thân thể. Thành ra cái người muốn tu với tỉnh bảo toàn thân thể là cái thân chúng ta nhất định không sát sanh, ha, chúng ta không có đạo tặc, và chúng ta nhất định không được tà dâm. Đó là cái ba cái điều quan trọng như vậy đó. Rồi hai á, là chúng ta cái miệng mình nè, mình tu nè, không lưỡng thiệt, tức là chúng ta không nói hai chiều để làm cái sự mít lòng giữa nhau trong tổ chức và cái sự quan hệ xã hội. Đó là lưỡng thiệt, tức là lời nói hai chiều. Đó. Rồi chúng ta không ý ngôn, ý ngôn tức là chúng ta không ý mình học thức rộng, chúng ta không ý mình có địa vị, chúng ta không ý mình là người lớn tuổi, giàu có, để mình khoát nạt, mình ra lệnh, mình nói nặng nói nhẹ người ta bằng đủ cách để mình giữ cho cái lời nói mình được khiêm nhường. Đi ra không được nói đó. Chuyện á hả? Không phải, ở đây là không được nói chuyện, mà là chúng ta không lưỡng thiệt là chúng ta phải nói lời hòa hiệp. Đó. Chánh ngữ. Rồi không có ý ngôn là chúng ta phải nói lời khiêm hạ. Đó. Rồi không ác khẩu là chúng ta phải nói lời thanh tao. Tức là ác khẩu là gì? Tức là những tiếng thô lỗ, chữ mắng tục tằn làm ra cái tội này. Chữ thề cũng là một cái tội ác khẩu, hay là nói tục cũng là cái tội ác khẩu, thấy không? Hoặc giả là chúng ta nói tiếng điệm ở trong câu nói của mình cũng là cái tội ác khẩu. Thành ra chúng ta phải nói lời thanh tao để tránh đi cái tội ác khẩu đó. Rồi chúng ta phải không có được giọng ngữ, cái này quan trọng lắm nha. Cái ỷ ngôn lưỡng thiệt ác khẩu có thể chúng ta dễ giữ, nhưng mà giọng ngữ khó giữ vô cùng. Chỉ đôi khi mình vì cái lợi ích cá nhân nhỏ thôi, mình sẵn sàng nói sai sự thật để mình làm cái lợi ích cho chính mình. Nó có xã hội bây giờ nó thường hay có những trường hợp đó, sư huynh. À đúng rồi. Mình thấy trên báo đài đăng tin á, khi mình thấy cái quảng cáo này cái nọ rồi vậy cái sự kiện cái quyền lợi riêng thôi mà cái đôi khi cái hàng hóa đó nó không có tới cái chất lượng như vậy mà người ta sẵn sàng người ta nói cho nó hơn như vậy để người ta bán hàng. Đó mình thấy vậy. Thành ra cái người tiêu dùng á họ sẽ bị thiệt thòi chứ không phải người bán. Thành ra cái người tu muốn bảo toàn thân thể, muốn cho giữ cái khẩu mình thanh tịnh là cái tội giọng ngữ này nè mình phải tránh. Phải nói lời chân thật, cái gì nói ra cái đó. Mà khi chúng ta nói lời chân thật thì được người ta thương mến nhiều. Cái lời nói mình có giá trị cho xã hội. Nó đặc biệt là vậy đó Châu Phúc. Đó. Thành ra bây giờ cái người tu với tỉnh muốn bảo toàn thân thể nè, là thân không sát sanh đạo tặc tà dâm, cái miệng không được nói lưỡng thiệt, ỷ ngôn ác khẩu giọng ngữ, là bảo toàn được cái thân và cái khẩu. Thì bây giờ tiếp tục Đức Thầy dạy mình nè, cái thân cái khẩu chưa có đủ mà phải giữ đường mòn linh tánh mới hay. Cái chỗ linh tánh là do đâu? Cái tánh linh của con người, hay còn gọi là cái tánh giác, cái tánh hằng biết, cái tánh sẵn có trong mỗi chúng sanh. Nhà Phật ta gọi là duyên giác tánh, là chân như tâm, thấy không? Rồi bổn lai diện mục là chủ nhân ông, vân vân chẳng hạn vậy. Nó là những cái giải thích của trên văn tự về cái mặt, nói về cái tâm, nhưng mà nó cũng chỉ cho linh tánh. Tại vì tâm và tánh nó chỉ một thôi, nó giống như nước và sóng, sóng và nước nó không hai. Chúng ta bỏ tánh chúng ta không thèm thấy tâm, mà chúng ta lấy tâm thì chúng ta bỏ đi tánh thì không được. Đó, thành ra cái tâm là cái sự chân thật, nhưng mà cái tánh của mình nó nhanh nhẹn, nó linh hoạt. Do đâu? Do là chúng ta có được cái sự thanh tịnh trong tâm mà cái tánh mình nó mới sáng suốt, trong sạch và nhanh nhẹn. Điển hình như Châu Phú, Ngọc Tâm ở đây, mà tại sao mình đi quay YouTube mình lâu ngày mình có được, khi mình làm đúng đạo đức đó thì tự động cái tâm mình sáng, mình suy nghĩ những cái ý nó hay để mình hỏi đồng đạo, nó cũng do linh tánh mà ra. Đó là vậy. Rồi bây giờ chúng ta nói tiếp, muốn cho cái linh tánh này, cái tánh sẵn biết này nó không bị mòn, tánh Phật đó ha, tánh Phật nó không bị mất, thì bây giờ cái cách tốt nhất là chúng ta phải tu ngay cái ý cho đạt. Nhất định không được tham lam nè, không được sân nộ nè, và đặc biệt hơn là chúng ta phải từ bỏ mê si. Không, tham lam nó là một cái gốc khổ đau lớn nhất của loài người, mà Đức Thầy khẳng định đó, ngày giờ nào loài người diệt được tánh ham muốn của mình, ngày giờ ấy sao bớt được một phần lớn đó, của sự khổ, bớt được phần lớn của sự khổ. Nhưng mà thấy rõ ràng, sở dĩ con người trong thế gian này mà người ta chịu khổ là do nơi người ta quá tham lam mà ra. Một quốc gia muốn chiếm quốc gia khác thì phải thấy cái đất đai của nước đó quá màu mỡ, tài nguyên môi trường quá chừng nhiều. Thành ra từ cái muốn thâu tóm đó, đó là tham muốn cái mảnh đất đó của quốc gia đó, mới có cái cuộc chiến tranh hai nước sâu xé nhau làm cái sinh linh đồ phá.
Bởi vì cũng giống như là anh Ngọc Tâm, anh thấy em có được súp nhiều, anh nói châu phú cho 300 súp đi. Đó, cái đó cũng là nên cũng là cái tham. Mà cái đó thì nhỏ thôi ha. À, nó nhỏ thôi nhưng nó nổi, nhưng mà cũng làm cho khổ. Ban đêm ngủ đâu có được đâu, phải suy nghĩ làm sao làm được hoài. Nó khổ suốt ngày nó vậy đó thôi. Đó thành ra tối ngủ được anh Ngọc Tâm. Được, không sao. Mình nói rồi cái gì vậy? Ờ cái mới khởi lên nó bị hôm nay cũng dập xuống rồi nè. Thành ra chúng ta thấy được á, cái gốc của con người sở dĩ xưa nay mà người ta luân chuyển, người ta khổ đau để chìm đắm nó vô cái tham mà ra. À, Đức Thầy nói tham tiền tài thì thường dướng nạn eo, mà tham sắc đẹp á thì nhà tan cửa nát. Thành ra mình thấy rõ ràng vậy, cái người mà hãy ham muốn tiền tài nhiều quá mà không có tiền sao phải đi ăn trộm ăn cướp. Đó. Thì từ cái tham này chúng ta có thể sanh ra sát sanh nè, từ cái tham này chúng ta có thể sanh ra đạo tặc nè, và từ cái tham này chúng ta có thể sanh ra tà dâm được luôn. Nó vậy đó, nó ác như vậy đó, chứ phải chuyện đơn giản đâu. Đó, cũng vì tham mà người ta tham ăn mà người ta mới giết con vật người ta ăn, món còn đó ngon, ốc khỉ nó đặc biệt sao sao đó hen, rồi lỗ đuôi bò hay là cái gì đó nó đặc biệt sao đó, thành ra người ta tham ăn người ta mới sát sanh. À, rồi người ta thấy của cải người khác người ta ham muốn, mà ta không có tiền ta sắm, ta ham quá người ta phải lấy, đó là đạo tặc. Rồi thấy vợ của người quá xinh đẹp là khởi ý tà dại, muốn thâu tóm gì mình thì mới tà dâm. Đó, tìm mọi cách. Rồi cái tham đó nó là cái nguồn gốc sanh ra những cái khổ của thân. Mình thấy rõ ràng không? Nhưng thành ra nó tai hại vô cùng chứ không phải là chuyện đơn giản. Mà chính cái tham này nó làm cho con người mờ đi cái linh tánh. Con người mà tham quá đâu có thể nào sáng suốt được. Linh tánh này à, nó mò linh tánh liền, nó không bao giờ sáng suốt. Rõ ràng nhất là mình thấy cái tham mà gọi là tham vừa vừa đó là không phải thấy người ta có cái nhà lầu mình cũng phải đổ mồ hôi nước mắt phải làm cả đời đó, à, nếu mình làm chân chánh mà cũng phải cả đời mới xây được cái nhà lầu đúng không, khổ trí chứ chưa nói vụ ăn cắp ăn trộm đúng không, nhưng mà nói là cả cái công trình mà mình muốn xây được cái nhà, mua chiếc xe hơi cũng phải phải đổ mồ hôi nước mắt mới làm được cái đúng rồi. Như vậy ha, để ha. Dạ, thành ra cái gốc khổ của con người nó do tham mà ra, linh tánh con người bị mòn là do tham. Thì chính điều đó đó, chúng ta muốn sáng được linh tánh thì chúng ta phải lần lần, cái tham mình bỏ không được đâu, nhưng mình bớt tham lại một chút. Hồi xưa chưa tu thì tham ít ít, ô tham nhiều, nhưng bây giờ á, bây giờ tu rồi phải tham lại ít một chút. Bởi vì hết hồn hả, chưa tu tham ít ít, nhướng cho muốn nhướng nè. À, mình nói mình tại vì mình làm vui một xíu nhưng mà đó, chưa tu thì chúng ta tham nhiều, nhưng mà khi mà chúng ta tu rồi phải tham lại ít. Và chúng ta á, nói như Bác Hai Như Sanh á, có người hỏi Bác Hai, một người tín đồ chân thành Phật giáo Hòa Hảo mình nha, là lão niên đó nha Châu Phú. Bác Hai Như Sanh là được nhiều người kính trọng về cái kiến thức Bác Hai giỏi lắm. Thì có một đồng đạo hỏi Bác Hai Như Sanh là Bác Hai ơi, bây giờ mình tu làm sao hết tham? Thì Bác Hai trả lời, cái tham không bao giờ hết được đâu con, mình chỉ tìm cách mình chuyển hóa cái tham thôi. Người ta mới hỏi chuyển làm sao, thì bây giờ Bác Hai nói, bây giờ con người đó con tham gì? Cái anh kia mới nói, dạ con tham nhà cửa, tham tiền tài địa vị, đủ thứ tham chứ. Bác Hai Như Sanh mới nói, bây giờ thôi, bây giờ con chuyển lại, khi con tu rồi con phải tham làm từ thiện nè, con phải tham đọc sách kinh nè, và con tham cái quả vị cao nhất tối thượng là chánh đẳng chánh giác, phải tham. Thì từ khi cái tham đó con chuyển qua, nó sẽ được vô số lợi ích công đức. Mình thấy rõ ràng không? Mình đâu có diệt được cái tham đâu. Tôi điển hình là cỏ nó mọc ở dưới đất, mình thấy nè. Gia đình này ở tại mảnh đất này, người ta đâu có cố tình người ta muốn cỏ nó mọc đâu, người ta cũng xịt thuốc hoài đó. Nhưng mà hãy để đất trống là tự động cỏ nó lên nè. Mình thấy rõ ràng là gì không? Cái tâm mình cũng vậy, mình không thể nào diệt hết được cái tham. Linh tánh mình nó đâu có diệt được, mà chính mình phải chuyển hóa nó. Thấy không? Ta gọi tu tức là chuyển nghiệp. Thành ra khi mà chúng ta chuyển qua cái tham, từ khi mà chúng ta tham đời, chúng ta trở lại chúng ta tham đạo. Giống như bây giờ, như Châu Phú, như Ngọc Tâm, như Minh Nghĩa, như tôi như vậy, bây giờ thì mình cố gắng mình tham tìm hiểu giáo lý Đức Thầy, tham học hỏi, tham niệm Phật, tham xem kinh đó. Rồi từ cái đó chúng ta sẽ sanh cho công đức. Thì khi mà nó có công đức rồi, linh tánh mình nó sáng lên, nó đặc biệt vậy đó. Cái trừ tính ra biết chuyển qua nó thì chúng ta sẽ hết tham. Và hơn nữa Đức Thầy nói cho rõ hơn nè, chúng ta muốn hết tham của cải chúng ta phải bố thí. À, chúng ta muốn hết tham cái cõi đời này, chúng ta phải nhìn cuộc đời như là cái giọt mật dính trên cái đầu dao. Mà cái người tham ăn, hễ mà kê cái lưỡi liếm vô thì tự động đứt lưỡi. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật nói cái điều này là vậy rõ ràng. Tất cả những cái thị dục thế gian như là giọt mật dính trên lưỡi dao, chúng sanh như là một đứa trẻ nít. Hãy chúng sanh tham thị dục thì giống như đứa trẻ nít mà liếm vào giọt mặt đó thì tự động bị đứt lưỡi. Đó là lời Đức Phật khẳng định ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương.
mà Đức Thầy mình cũng nhắc ở trong quyển năm cái câu gì đó để nhắc lại luôn đây. Đúng rồi, đúng rồi, Ngọc Tâm nói đúng. Ngọc Tâm nói đúng. Ăn cây miệng liếm vào đó. Đó đó, đứt lưỡi mới là hối hận. Chúng ta thấy Đức Thầy chúng ta chưa hề đọc kinh Tứ Thập Như Chương lần nào nha Châu Phú nha. Nhưng mà Đức Thầy nói cái câu đó nó khớp với lời kinh ở trong Tứ Thập Như Chương, tức là kinh 24 chương. Thành ra chúng ta muốn hết tham chúng ta phải bố thí. Muốn trừ tham thì phải liệu cách nào? Phải bố thí diệt lòng ích kỷ. Đúng, nói gì vậy? Hay quá. Đó, đặc biệt là vậy đó. Đó, rồi bây giờ chúng ta muốn hết tham cõi đời thì chúng ta phải nhìn thế gian này nó như quyển như quá, như giọt mặt dính trên đầu dao. Và giống như cái buổi chiều hoàng hôn như thế này chúng ta đang ngồi ở đây, cuộc đời nó sẽ nay mai, nó có sớm, nó có trưa, rồi nó có tối, nó cũng giống như là cái thân thể con người nó giống như thôi. Còn trẻ thì sao? Tiềm năng nổ đẹp đẽ xinh tươi. Rồi đến khi cái tuổi trung niên thì sao? Nó đã quá gắt rồi, cái trường đời quá cực khổ rồi, thành ra tuổi trung niên người nào cũng lo làm giàu chứ á. Tôi nói thiệt á, ai có gia đình thì trung niên phải lo làm giàu mà Châu Phú. Thanh niên thì còn lo chân diện này kia, lo nhan sắc, thấy không? Lo còn vui tươi chút xíu, nhưng mà tới qua trung niên có gia đình rồi đó, như Ngọc Tâm, Châu Phú nè, thì làm sao phải nghĩ làm sao cho vợ con mình có hạnh phúc. Mà bảo làm sao cho vợ con phúc thì phải làm ăn. Làm ăn bất cứ cái gì cũng làm cả, thành ra lao thân. Tuổi trung niên giống như là cái tuổi xế trưa vậy đó, vừa chớm trưa 11, 12 giờ trưa, nắng quá gắt. Mà mình thì tuổi trung niên cũng vậy đó, mình lo làm ăn quá nhiều, thấy không? Mình quá khổ với cuộc đời này, nó gắt, nó gắt lắm nè Châu Phú, Ngọc Tâm ha. Thành ra chúng ta phải chiêm nghiệm kỹ tuổi trung niên giống như là cái buổi trời trưa. Rồi nó qua hết cái giai đoạn trung niên thì bây giờ đã 30-40 tuổi rồi, 50-60 tuổi rồi đó, lao thân làm ăn được cái nhà, được vài 300 công đất, được cái vài cái mẫu ruộng, hoặc giả là có xe có tàu gì đó, thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta dòm lại thì bây giờ đã hoàng hôn rồi, hết qua trưa thì nó tới buổi chiều 3 giờ chiều rồi, thì trời quá buổi chinh chinh vừa xế rồi đó, cái bên chiều nó chậm trời tây ha, nó quay là bắt đầu mặt trời khuất dạng là tối hù lặng là gầu, là lặng là đời giống vậy hả, cuộc đời cũng giống như vậy. Thành ra khi mà chúng ta muốn hết ham vật chất thế gian và cái pháp thế trần này, chúng ta không tham, chúng ta phải chịu khó quán chiếu và chuyển hóa nó như vậy đó, để linh tánh mới sáng được. Đó là chúng ta nói về cái tham. Còn cái sân á thì làm sao để hết sân? Cái hết sân á thì chắc chắn là chúng ta không hết được đâu, tại vì lửa trong tâm thì sao, chẳng đốt mà lừng, nổi lôi đình thì đâu có định chừng, phải không? Thầy nói rõ ràng là gì rồi, cái nóng của con người nó bất chợt, người ta gọi là cảm xúc bất chợt theo cái chiều hướng của xã hội, hoặc giả là cảm xúc bất chợt theo cái chiều hướng của gia đình, của thế gian, của thế gian. Rồi hoặc giả là cảm xúc bất chợt theo những cái lúc mình ngồi mình, đôi khi nó cũng dễ quạo nữa. Tại sao quạo? Tại vì ở bên ngoài nóng quá, ngồi trong nhà nực mà không có máy lạnh, tự động quạo. Mà quạo ai? Quạo ông trời. Có nhiều người tự động quạo đó ông trời luôn á. Trời ơi ông trời, sao bữa nay ông nóng gì quá. Mà dữ không biết nữa ông trời ơi, ông ác gì, tự động nắng giận tới ông trời. Ông trời luôn. Không có đối tượng nào giận thì mình tự động mình giận tới ông trời. Cái đó nó sẵn có trong tâm của mọi chúng sinh, sẵn có là mọi chúng sinh, mà chúng ta là cái người tu vẫn bị nó. Bây giờ tôi khuyên người ta làm từ thiện, tôi lại tôi nói Châu Phú, Ngọc Tâm ráng làm từ thiện anh em ơi, mình cuộc sống không được bao lâu, làm từ thiện cho tôi vũ một lần, Châu Phú, Ngọc Tâm không đi. Tôi vũ lần thứ hai, Châu Phú, Ngọc Tâm không đi. Tôi vũ lần thứ ba, Châu Phú, Ngọc Tâm bắt đầu tu quạo rồi đó, không biết sao cái này coi thường mình quá, mình không ra gì chứ vũ hoài không đi, thì tự động cái tâm cái sân đó nó nổi lên, mình thấy nó rõ ràng, nó sẵn có trong tâm mình ha, nó mờ linh tánh của mình là vậy đó. Thành ra đó cái sân cũng phải chuyển hóa chứ không làm nó hết được. Từ cái sân mình chuyển hóa là gì? Lấy một là từ bi nè, hai là khoan dung nè, rồi ba đó là nhẫn nhịn đó. Thế lấy ba cái này làm cương mục để mà trị nó. Nếu mà chúng ta thương người đó thì không bao giờ chúng ta giận. Có bao giờ giận con mình không? Cũng giận đó, nhưng có bao giờ bỏ nó đâu, phải không? Giận rồi hết à. Thì lấy cái lòng thương yêu để chúng ta lấy cái tâm từ bi mình đối xử với tất cả mọi người. Và mình đôi khi mình giận quá là do cái tôi mình quá lớn, cái ngã mình quá lớn đi. Sở dĩ nói vợ con không nghe là tại sao tôi là chồng, thấy không? Tại sao tôi là cha? Tại sao tôi là trụ cột gia đình mà nói mọi người không nghe? Mấy người này không nghe là sao? Quá giận, quá tức là cái tôi mình quá lớn. Như vậy thì muốn trừ cái sân trong tâm mình á, là chúng ta phải thực hiện cái pháp, ngoài cái chuyện từ bi á, thương yêu, là chúng ta phải có vô ngã nó mới được. Bớt đi cái tôi của chính mình để không giận người ta. Ai thì cũng vậy thôi, cũng có lúc lỗi lầm. Thì bây giờ chúng ta thương người đó xong, chúng ta tập tánh vô ngã. Rồi bây giờ chúng ta phải tập cái tánh khoan dung, dễ dàng tha thứ, dễ dàng tha thứ. Bất cứ từ cái chuyện lớn chuyện nhỏ như vậy, sẵn sàng chúng ta tập cái tánh dễ dàng tha thứ.
À bây giờ nói như vậy phải không? Thì thôi, tôi bỏ qua cho. Để tôi kể quý vị nghe một cái câu chuyện mà cái người tu mà diệt được mà chịu tập cái tánh khoan dung tha thứ mà có thể cảm hóa được một con người. Thì chuyện kể rằng ở tại đồng quê của mình nông thôn á, thì trước kia thì người ta làm lúa gọi là lúa một vụ, gọi là lúa mùa đó. Trước kia làm cái này nhiều lắm. Thì ở tại cái vùng quê xứ đạo của tôi ở thì có bác này, ông tu cũng lâu. Tu lâu lắm. Nhưng mà phải nói rằng ổng như là một ông thấm nhuần giáo lý thầy. Nhưng mà thấm nhuần nhất, ông tâm đắc nhất là đức thầy dạy về cái tánh sân nộ á. À, muốn làm hiền ráng nhịn đừng than. Ráng nhịn, không có than. Rồi thẳng sàng tha thứ. Rồi ai chửi mắng thì ta giả điếc lúc nào cũng ngâm vậy đó. Đợi cho người hết giận, ta khuyên chữ nhắn quà ta để đầu tiên thì đâu có mang câu thù oán. Ông lúc nào cũng nằm lòng những câu đó. Thì khi đi làm ruộng thì thường thường cái ranh đất như vậy nè, đất thì cũng ruộng như mình đây, làm thì đất kế gần nhau vậy. Nhưng mà thì cái ông kế bên đó thì ông không có tu, ông là người đời, mà người đời tánh tham ta còn nguyên, ta không hết, người ta bớt, ta không bớt được đó. Thành ra khi mà ông làm ruộng đó, thì cái anh kế bên đó thì nó cái dòng ranh thì thay vì cái ranh đất đó, thì lúc đó nó chiều ngang nó được khoảng chừng cơ khoảng 1 mét. Thì ông này ông để cái ranh đất như vậy đó, đặng mà làm cái đường đi cho nó dễ một chút. Ông sẵn sàng để ông để đó, ông không có sắn hay là không có làm cho nó nhỏ lại để đất mình bự ra thêm. Còn cái ông bên kia thì ông khác. Lần nào vô sở lúa bơm nước ra thì ông lấy cái len ông sắn đất. Ông sắn mà ông sắn phía bên ổng cho nó lấn dài qua ông này để cho đất ông nhiều ra. Tại vì cái ranh đất thì nó 1 mét rồi. Mà bây giờ mình lấn được khoảng chừng dài tấc đất mà đi dọc một đường đó là mình biết nhiêu đất. Ta tính người đời ta tính cái mức độ vậy đó. Thành ra ông cầm cái len ông sắn hoài, sắn hoài. Ông sắn riết cái dòng ranh nó còn có khoảng 2 tấc đất. Nó không đủ cái bàn chân đi tới lui trợt hoài. Thì chú ba này ổng thấy gì ổng mới ra ổng can thiệp. Ông nói chú Năm à, tôi chú bằng đất gần nhau, nhưng chú làm vậy tôi thấy kỳ quá. Chú sáng vậy thì mình tính để cái dòng ranh này nên mình đi tới lui, nên mình đem phân đem thuốc này kia mình làm. Rồi lúa mùa bây giờ thì làm năm được có vụ hà. Nhờ mùa mưa xuống nên mới có mưa nên mình xả lúa. Rồi mới qua gần Tết mới làm được. Thì đất bây giờ đất cài không mà chú sắn vậy rồi sau này lỡ mưa xuống nó lỡ cái dòng danh xong mình đi. Ông kia ông vác cái len lên, ông nói ông dặn liền. Bây giờ thay vì ông này ông kêu bằng chú Năm thì cái ông này ông phải kêu bằng là anh Ba chứ. Anh Ba ơi tôi làm vậy đó anh thấy sao? Không. Ông đang làm mệt mà ông chú Ba này ông ra nói bắt đầu vác len lên, ông kêu liền. Ông nói tao làm như vậy thử coi thằng nào can thiệp. Dòng danh là chính giữa mà tao sắn bên tao nó có đạm bên mày đâu. Chứ phải chi mà tao sắn bên mày thì mày cử tao. Tao sắn bên tao mà. Tại sao mày cử tao? Chú Ba ông nói tôi đâu có cử gì chú ở đâu, nhưng mà tôi nói chú nghe cái lẽ phải là vậy thôi. Tao làm vậy đó. Thằng nào mà yêu cầu không cho tao sắn là tao lấy cái len này tao sắn luôn thằng đó. Tao ngang ngửa tiếng trộn ngang quá ha. Thì cái đứa con chú Ba nó theo nó làm tiếp ông già. Nó thấy ông này cầm cái len mà sỉ ông già nó mới nhào ra liền. Bị nó người tôi nó người đời nó chưa có tu. Bị cha mình bị sỉ nhục làm sao làm con không tức. Đó thành ra nó nhào ra nó tính lấy cái len để mà nó quánh lại. Thì chú Ba ông quỳ xuống ông lại ông chú Năm. Thằng ơi ta mới chửi mình còn quỳ lại nữa chứ. Ông nói chú Năm ơi tôi khuyên chú đừng có nói nữa. Thằng con nó nóng lắm, có gì cái chuyện này xảy ra không hay. Rồi mình mít lòng. Thôi chú Năm ơi chú nín giùm tôi đừng có tôi lại chú, tôi gian chú. Ông này ông tính là ông già Ba này sợ ổng. Đi mới lại. Tức là được nước lắng tới mà tao thách thằng nào dám đụng tới tao. Tao sắn nữa cho mày coi, chẳng những tao sắn mà tao còn lấy đất bên tao tao đắp qua cái dòng danh bên mày nữa. Chơi vậy đó. À, thì thằng con chú Ba nó giận quá. Nó nói ông mà không có cha tôi can thiệp đó nãy giờ là tôi làm thịt ông rồi. Nghe không? Ông chú Ba ông đứng lại ông khóc, ông vỗ, ông vuốt cái ngực con ổng. Vuốt như vậy ông nói con ơi con nghe lời ba. Nghe không? Ai chửi mắng thì ta giả điếc. Đợi cho người hết giận tao khuyên. Con nghe lời ba, nghe lời thầy đi con. Thằng con ổng nói con không nghe lời cái gì chứ con giận quá rồi ba phải cho con quýnh ổng cái mới được. Tao lại mày. Mày quýnh là tao chết liền ngay tại chỗ. Mày làm ơn làm phước mày đừng quýnh giùm tao. Thì hai cha con mới vô trong bờ đất hồi. Thì con nó tức nó khóc. Nó nói làm người mà để người ta sỉ nhục như vậy thì làm sao sống được đây hả? Nó ngửa mặt lên nó kêu trời. Thì bây giờ ổng cũng buồn nữa, ổng ngồi ổng trên bờ ránh mà ổng buồn hiu à. Ổng nói chứ. Thì trời xui đất khiến sao cái bà vợ ông thứ Năm, à, bà vợ ông chú Năm kế bên làm đất ổng cự nãy đó. Bà này mới biết điều nha. Bà thấy chồng mình nãy giờ làm như hơi quá đáng. Thì sau khi mà ổng xách len vô xong rồi vợ chồng, tại vì cái trại mà nấu cơm á thì lúc mà làm ruộng lúa mùa người ta thường cắt trại gần nhau đó cho Phúc. Dạ. Ờ sao trời xui đất khiến chú Năm ổng vô tính nấu cơm chiều ăn hết gạo.
trên gạo không còn lúc nào chứ, mà lúa thì chưa có xả thì nó có gạo đâu ăn, mà đi mấy bữa quên đem gạo theo. Thì bà mới báo cáo với ông già Năm, bà nói anh bây giờ hết gạo rồi, bây giờ làm sao bây giờ. Ông già Năm nói thì bà coi coi có ai mượn đỡ không chứ không lẽ để tôi đói bụng. Nó nghiệm hoài, bà nói gần đây mình làm đất đâu có ai đâu, có anh Ba bên kia anh có gạo kìa. Ông nói trời ơi, tôi mới chữ ông đây qua mượn gạo được không? Tôi mới chữ hết thì đây qua mượn gạo được không? Cái bắt đầu bà cũng buồn hiu quá, nói chắc không được đâu, bữa nay vợ chồng mình nhịn đói quá ông. Ông nhịn đói đâu chịu nổi, ông nói bây giờ mấy bà qua bển thì tôi mới chữ ông đây kỳ quá, bà qua bà nói anh có làm sao? Cho mượn đỡ một hai lon gạo mình ăn buổi chiều. Thì cái chuyện như vậy đó thì thím Năm bà mới qua. Bà, cái trại của chú Ba thì ông cất nó cũng gọn gàng. Ông đang nằm cái giọng ở trên trại buồn hiu à. Cái thím Năm vừa qua tới thì ông mới bật giọng, bật ngồi dậy, ông hỏi: "Ủa thím Năm qua chơi hả?" "Dạ anh Ba ơi, nói thiệt với anh thì lúc nãy chồng tôi hơi quá đáng. Cái chuyện ranh đất thì tôi không có can thiệp tại chuyện đàn ông. Nhưng mà tôi thấy ông hơi quá đáng, ông chửi anh nặng quá. À, thì bây giờ anh có gì anh bỏ lỗi cho chồng tôi." Ông chú Bao nói một câu mà phải nói là đáng ghi vào trong sách sử. Cái này thì không phải là do cái người trong cuộc kể lại nha, mà chính con ổng là cái người chứng kiến sự việc kể lại. Sau này tu kể mình nghe, người ta tu lấy tao nói nhóc à, thì con tao này tu kể mình nghe, nói ba tôi, ông nói một câu một mà tôi phải nói là tôi lại ông được, tôi cũng lại. Ông nói đó: "Chú Năm chửi tôi cũng giống như là thức tỉnh cho tôi về cuộc đời vô thường vậy mà." Ông nói vậy đó. Ông nói chú Năm chửi tôi giống như thức tỉnh cho tôi về cuộc thời vô thường vậy mà. Của cải vật chất này có cũng như không. Từ cái sân đó thì từ bi liền ha. Ông nói cái bà kia bà xuống cái ực liền, thiếu điều bà muốn lại ông này. Mà chính đứa con nó nghe nó cũng muốn lại luôn nữa. Thì chúng ta mới thấy rằng á, là thím Năm bà nói anh nói vậy thì giống như anh là ông thánh rồi. Ông nói ông chú Ba nói không, mà tôi không thánh nè, bây giờ tôi nghe lời Đức Thầy thôi. Ai chửi mắng thì ta giả điếc. Để cho người hết giận ta khuyên. Bây giờ á, thím về bển thím nói với ổng, ổng hết giận chưa? Hết giận thì qua đây nói chuyện với tôi. Cái bắt đầu bảo qua bển mới nói: "Ông ơi, anh Ba ông hay quá ông ơi. Tôi qua tôi nói mà ông nói nãy ông chửi ông giống như là thức tỉnh cuộc đời vô thường cho ông. Ông hết giận chưa ông?" Ông già Năm ông nghe một cái một đó ha, phải nói là ông xuống cái ực liền. Chữ vậy đó mà người ta còn nói thức tỉnh cho người ta nữa, vậy là mình là cái người quá thô lỗ rồi. Tự động biết lỗi. Qua buồn hiu ngồi xuống nói chuyện với chú Ba. Ông nói: "Anh Ba ơi, nãy tôi lỗi lầm quá. Cái chuyện danh đất đáng lẽ phải để nên mình đi cho dễ một chút. Mà có đâu tôi chửi anh, tôi còn cầm len tôi xé nhá, tôi muốn quýnh anh nữa. Vậy mà anh nói một câu thiệt tình, tôi thấy tôi đau lòng quá. Anh biết đời vô thường, chẳng lẽ cái thằng Năm này không biết đời vô thường sao anh Ba? Tôi nguyện từ đây sau tôi ăn chay theo anh." Có lý rồi nghe. Tới đây mà có lý. Ông nói chẳng lẽ thằng Năm này không biết đời vô thường sao anh Ba? Tôi nguyện từ đây tôi ăn chay theo anh. Rồi ông này phát tâm ăn chay thì tu luôn. À tu. Thì bắt đầu cho mượn gạo và nấu cơm chiều. Là bữa cơm chiều đó là bữa ăn chay đầu tiên ăn với cà luộc. Cà phổi mà luộc chấm với nước tương là hai ông mới cừu lộn đất thì mà ngồi ăn cơm chung. Mình thấy không? Sự từ bi. Thành ra việc hung ác thể vừa thấp thoáng. Không? Chữ từ bi ta diệt nó liền. Sự quán thù thì sao? Đáp lại, là, đáp lại chữ hiền thì thù quán tiêu tan bất. Nhưng mà thấy cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mà nghe lời thầy là ta xuống cái ực liền đó cho phút. Hết nóng liền chứ phải là chuyện đơn giản đâu. Vì là linh tánh của chú Ba này ông sáng đó. Linh tánh mới sáng mới biết được cái câu nói là anh Năm anh chửi tôi giống như thức tỉnh cuộc đời vô thường cho tôi vậy. Vậy ông này có cái sự hiểu đạo quá sâu rồi, ông có cái định á, sức định ông đó. Mai mốt theo cái mẫu chuyện này nè, cho Châu Phú cũng nghe kể mà tới cái khúc sau đó, xúc động. Và mai mốt là Châu Phú cũng gửi đến quý anh mà khi nào mà vợ chữ đó mình đợi cho vợ hết giận mình khuyên quán chuyển. Cái khuyên này phải nói là nó tuyệt vời, nhưng mà phải nói là mình hiểu vô ngã lắm mới được. Mình mới làm cái hành chứ không phải là dễ khuyên đâu. Dữ lắm mới được chứ không phải là dễ khuyên đâu. Như chú Ba là tại sao ông khuyên được? Tại vì ông thấy cái lời dạy Đức Thầy nó quá hay mà ông tu. Phải nói là ông tu hơn nửa đời người, ông tu theo câu là ai chứ mắng là thì ta giả điếc. Nửa đời người mới được nghe Châu Phú. Lúc nào cũng ngâm nga câu đó ra hoài đó. Thành ra mới được cái tánh vậy. Vậy là ông bà nói tóm lại là mình muốn cho nó không có ba hao mòn á cái chân tánh chân linh của mình á, thì mình phải tinh tấn, phải thường xuyên quán chiếu và phải nói chung là cũng nên thường xuyên gần gũi với thiện trí thức nữa. Rồi nghiên cứu sấm giảng cho tinh chuyên hàng ngày, nghĩa là mình phải tinh tấn thì mình có thể là gặp những cái biến cố, những cái khó khăn đó mình mới có sức định
để mà mình vượt qua. Còn nếu mà mình không tinh tấn, không có mà mình chuyên cần tu tập hàng ngày thì khi gặp chuyện mình cũng nổi sân lên như thường. Cho nên đó là câu hỏi của đệ kỳ rồi thì cũng coi như là đệ hồ giải tới đó cũng cảm thấy rất là tốt và hiểu ha cho Phú ha. Rất là tuyệt vời. Tuyệt vời mà tại nguyên cái bài Chôn Tham Tán Ngà rất là dài, cái tự nhiên chớp có hai câu hỏi thì cũng quá ngặt. Mà đệ hồ giảng cũng rất là rõ ha Ngọc Tâm. Nghe mà quá quá tốt chí lý rồi. Em nghe rất là xúc động thiệt. Nhưng mà cũng như là nhất là cái thấy cái tấm lòng của chú đó đó. Mà ông có thể mà ông quán chuyển ông độ thêm kia nhưng mà cái, trong cái lúc mà ông nói ra đó thành ra cái lúc đó là em cảm nhận được làm như trong trong cái lòng mình á nó bái phục, nó đau lòng sao, nó muốn rơi nước mắt hay sao. Phải nói là tôi nghe tới cái chuyện đó thì tôi còn phải khâm phục. Đúng rồi, mà tiếc là bây giờ ông mất rồi. Tôi nói là cái tấm gương của một đồng đạo đáng để đời rồi, ở tại cái địa phương của tôi. Cái hạnh tốt quá, hạnh quá tốt, hạnh quá. Và ông tu đến mức độ mà ông chuyển quá từ không phải là cái người ở gần đó hung dữ với ông đâu nha, mà chính vợ con ban đầu chưa tu mà con ông nó thấy câu chuyện vậy đó, tự động phát tâm tu luôn. Nhiều khi mình giả điếc được, người ta chửi mình giả điếc nhưng mà xong chuyện rồi mà khuyên nó vậy đó, nó khó lắm. Rồi mà ông biết cái lúc mà ông vô trong bờ đất ông ngồi buồn hiu đó thì con ông nó thấy là dậm đất kêu trời á. Trời ơi, sống cái cuộc đời này ta sỉ nhục mình vậy thì chết cho rồi. Tức quá mà sao quá tức mà. Sau đó nhìn lại mới thấy cha mình tuyệt vời. Cha mình quá cao thượng. Quá cao thượng, quá từ bi, quá tuyệt vời. Và mình thấy chú Năm này sau này ông con này giống như là một thần tượng của đời. Lâu lâu về quê nghe đại hồ kể mấy ông lão xưa nghe xúc động quá cho Phú ơi. Chắc mai mốt nhờ ông đạo hồ phải kể thêm nhiều bác nông dân nữa quá. Bác nông dân. Và cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo của mình vừa là tín đồ mà vừa là người nông dân chân chất. Thành ra trong cái việc làm ăn của mình nhờ cái tánh nhẫn nhịn đó mình có thể độ người ta được để cho Phú với lại Ngọc Tâm. Và đặc biệt hơn là nếu mà chúng ta muốn không mòn linh tánh, mình nói thêm cho đủ ý để mình kết thúc cái này là không mê si nha, nhất định không có mê muội, phải diệt lưới mê, phải đừng có cái lưới mê đó đó nó đang phủ trước mắt mình giống như cái màn the nó che phủ mình không có thấy bên ngoài là bao nhiêu. Sở dĩ chúng ta nhìn không xa ở ngoài đồng là tại vì người ta đang đốt đồng. Một cái tỷ dụ đơn giản thôi, người ta đang đốt đồng làm sao mình nhìn được bên kia là vì khói nó quá nhiều. Thì cái khói tiêu biểu cho vô minh, cho mê si. Thì khi mà muốn hết mê si chúng ta phải dùng cái gió. Cái gió thổi hết bay cái khói đó ra thì chúng ta mới thấy được đằng xa xa nó là cái gì. Thì cái gió đó là cái gì? Ngọn gió gì? Thiền môn. Ngọn gió thiền môn cuốn bụi hồng, phải không? Phải lợi danh hai chữ mắt lờ trong. Phải nương theo đuốc huệ. Tầm chân lý. Phải là tầm chân lý. Phải lóng tiếng từ bi. Phải diệt dục lòng. Nhớ tầm chân lý nha, nhớ cho Phú. Mấy câu này nó tiền quá cho Phú ơi. Bốn câu này quá xuất sắc cho vậy mà mấy linh tánh nó mới được nha. Quá hay rồi. Đúc huệ tầm chân lý nha. Nương theo đúc huệ tầm chân lý. Hay đó, ngọc tâm tầm chân lý. Đúng chân lý rồi. Lắng tiếng từ bi diệt dục lòng. Dạ. Tỉnh ngộ hãy nghe lời Phật thuyết. Thoát mê suy nghiệm lẽ quyền thâm. Rồi cảm ơn sư huynh Hồ rất nhiều nha. Xin chào quý vị. Cảm ơn bữa nay thì được cái nhân duyên học tâm ha. Kính thưa quý vị thì qua một cái video của Châu Phú và sư huynh Ngọc Tâm đã gửi đến quý vị, nghe sư huynh Hồ giải cho mọi người, cho Châu Phú nghe, Châu Phú rất là thích và một cái câu chuyện rất là cảm động quý vị. Qua đây Châu Phú cũng chân thành cảm ơn trước là sư huynh Thiện Nghĩa đã tặng một đoạn sấm giảng gửi đến quý vị, và sau đó sư huynh Hồ cũng chia sẻ những cái câu sấm giảng và những cái mẫu chuyện hay. Châu Phú xin chúc cho hai sư huynh có thật nhiều sức khỏe để có thể mà hướng dẫn cho mọi người đi đúng con đường Phật pháp nha sư huynh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rất là mong gặp lại Châu Phú với Ngọc Tâm, và cũng mong gặp lại đồng đạo Hồ để mình cùng nhau hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Thì Thiện Nghĩa cũng cảm thấy rất là ấm áp trong buổi chiều hôm nay, và cũng rất mong là đệ hồ cũng sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa những câu chuyện xung quanh về Đức Thầy, hoặc là những câu chuyện của ông lão nông dân mình tu theo giáo lý của Đức Thầy có được những cái hạnh đức như thế nào, để mình gửi gắm đến tất cả quý đồng đạo xa gần để biết thêm nhờ giáo lý của Đức Thầy mà những người tín đồ đã vượt qua một cái chặng đường rất là gian nan trên bước đường hành đạo, mà sưởi ấm tấm lòng để vượt qua cái con đường chông gai thử thách của thế gian mà đi đến bước đường an lạc giải thoát.
thì rất là mong gặp lại đồng đạo Hồ nha. Dạ. Xin cảm ơn đồng đạo rất nhiều nha. Nam mô A Di Đà Phật. À, vâng, kính thưa quý vị, thì qua những cái video mà Châu Phú gửi đến quý vị, có đôi lúc nhiều khi Châu Phú hay làm những cái chiêu trò để mà thay đổi cái bầu không khí quý vị. Có gì thì mong quý vị thông cảm. Thì qua đây cuối video, Châu Phú xin chúc cho toàn thể quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, an lành, an lạc, an vui trong cuộc sống nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.